Vâng, xin chào các bác. Em đang tiến hành test kỹ thuật một cái đầu đĩa DVD tích hợp ổ cứng của hãng Toshiba. Cái dòng này để lên sóng được nó hoàn toàn không hề đơn giản một chút nào. Trước tiên là em phải cho chạy test. Em đang cho chạy DVD, các bác nhìn thấy đây. Test âm để đưa ra loa. Sau khi tất cả mọi thứ em cảm giác như nó ổn rồi thì em bắt đầu mới cho lên trên kênh của em. Xưa nay em làm việc rất cẩn thận chứ không bao giờ có cái chuyện cẩu thả bao giờ đâu. Cái dòng này thì em nhiều, nói chung là có vài chục cái. Nhưng hôm qua thì em đưa cái video một cái đầu Mitsubishi lên, có một thánh vào phán rồi, người em nói phét chắc giỏi lắm, có đến hai cái đây, các bác thấy chưa, các bác đếm hộ em xem là có bao nhiêu cái. Đây là em lựa ra mấy cái này để em vào em test trước, cái nào khả dĩ mà nó chạy được thì em mới cho lên kênh của em. 1 2 3 4 5 6, đếm khẽ cái ở đây là có 7 con rồi. Đây là những cái con to nặng, còn những con mỏng nhẹ em không thèm nhấc ra đây làm cái gì. Đó, quay sơ sơ đấy để cho thánh mà hôm qua con măng vào nhìn để cho nó biết, không lại bảo là thằng Từ nói phép. Những cái thứ đồ này nói với các bác là nó vô cùng bèo dạt mê trôi, nó rẻ như bèo ấy, nói thẳng với các bác là như thế. Vốn của em thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng có thể đủ sức lấy một lúc khoảng 200 cái như thế này. Khi em báo là có vài chục cái trong nhà mà thánh bảo là em nói phép chắc chỉ có hai cái. Đấy, hàng trong nhà em không thiếu, xếp lên đến tận nóc. Đó, các bác nhìn sơ sơ thì các bác biết. Em sẽ cố gắng cho chiếc này lên trong đêm nay. Mà chiếc này thì trước khi lên cũng đã có người, người ta gần như đã chốt xong rồi. Nói với các bác như thế này, cái dòng này tỷ lệ lỗi cực kỳ cao. Nhưng qua em đã nói rồi, nó lên đến khoảng 80%. Đến giờ phút này thì em đính chính là tỷ lệ lỗi lên đến 90%. Do vậy các bác có thấy ai buôn cái của nợ này đâu, ngoài em ra. Vâng, em cũng cố gắng để làm sao hoàn thành test xong chiếc này để đêm nay cho nó lên. Giá thì nó rẻ thôi, chất âm tốt, xứng đáng để chơi. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong buổi tối đêm nay. Mặc ai bao đêm mưa gió.
trong nhung nhớ, để em vui người mới xa rời. Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em lại hân hạnh giới thiệu tới các bác một cái đầu DVD tích hợp ổ cứng của hãng Toshiba. Ở cái đoạn đầu video ấy thì em cũng đã quay lướt qua cho các bác biết cái quá trình mà để em test hoàn thiện một cái đầu DVD ổ cứng nó như thế nào. Nói thật với các bác là sau khi đưa chiếc này lên sóng là em lập tức dừng ngay cái chương trình đầu DVD ổ cứng lại, bởi vì những cái thứ này nó ngốn của em quá nhiều thời gian. Lọ mọ suốt cả buổi chiều, vắt đến tận bây giờ thì em mới có được cái remote này để sử dụng những cái tính năng cơ bản nhất ở trên cái đầu DVD ổ cứng Toshiba. Xin nói thêm với các bác là riêng cái dòng đầu này nếu không có remote thì chịu cứng không thể sử dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mới bật cái đầu này lên, nó sẽ bắt chúng ta phải cài đặt giờ hiện tại trước. Nếu chúng ta không vượt qua được cái màn hình cài đặt đó thì không thể sử dụng được bất cứ tính năng nào cả. Do vậy bắt buộc phải có remote, phải có nút exit để thoát ra khỏi cái màn hình giờ hơi đó thì chúng ta mới bắt đầu cho đĩa vào và mới có thể xem được những cái chương trình ở ổ cứng. Cái đầu này đời tương đối cao, nó mặt gương bóng màu đen. Model này được sản xuất năm 2007. Một lát nữa anh em ta sẽ đọc cái thông số ở phía sau. Thường thì những cái chiếc như thế này thì ruột gan nó đẹp gần như mới các bác, không phải nghĩ. Chiếc này được được lắp một cái ổ cứng của hãng Seagate với dung lượng ổ lên đến 300GB. Nằm ở vị trí trung tâm là cái khay DVD. Lệch sang bên trái này là main xử lý trung tâm, bao gồm chip vi xử lý, chip đồ họa và những con chip ở bên đường hình ảnh và âm thanh xuất ra. Ở góc này là bộ nguồn của máy. Nguồn thì thường thường những con DVD này bao giờ nguồn nó phải có quạt để nó hút hơi nóng ra ngoài. Các bác yên tâm đi, quạt của những cái dòng này nó chạy hầu như không có tiếng động đâu ạ. Cực êm. Sơ lược là như vậy. Bây giờ xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau để xem qua một chút về các kết nối. Chiếc này có một điểm vô cùng đáng tiếc, nó cũng giống như những cái model khác của Toshiba. Một lát nữa em sẽ nói cái điểm đáng tiếc đó là gì. Đối với em nó không phải là đáng tiếc mà nó là cay cú. Ở góc này chúng ta nhìn thấy hai cái cọc đấu, đây chính là đấu cái anten chảo vệ tinh đấy ạ. Chiếc này được tích hợp cả phần thu sóng vệ tinh.
nhưng mà nó tương thích với truyền hình Nhật Bản, về Việt Nam không sử dụng được đâu. À, nó được sản xuất năm 2007, ghi rất rõ, có cái đuôi series là 3771. Ở chỗ này có tích hợp cả mạng LAN, Internet, khoản này em chưa test được. Ở ngay cạnh đó là đường xuất HDMI. Đời 2007 thì chắc chắn là HDMI chuẩn 1.3A 1080p ở 60 khung hình trên dây. Yên tâm đi, chiếc này nếu mà cài đặt đúng ấy thì hình ảnh nó đẹp lắm. Ở đây là thông số phía sau. Toshiba RDS301. Công suất tiêu thụ nguồn 43W, điện áp sử dụng 100V, tần số điện lưới từ 50 đến 60 Hz. Em cũng chưa dùng cái Google chuyển ngữ, cũng chẳng biết là nó sản xuất ở Malaysia hay là Indo hay là Japan hay là China. Thôi các bác cứ tính ở China đi cho nó nhẹ lòng nhé. Đây là cổng xuất quang optical out. Ở đằng này có 6 cái rắc bông sen, đó là đường xuất tiếng và hình ra ngoài. Ở chỗ này cũng có 6 cái rắc bông sen, đó là đường tiếp nhận hình ảnh và âm thanh vào để tiến hành ghi vào ổ cứng hoặc là ghi vào đĩa DVD đấy ạ. Đây là phía sau quạt tản nhiệt. Như em đã nói, ở cái model này thường thường ở những con đầu DVD nó khá là kín, bụi nó không vào được. Do vậy là mên rỉ nó còn đẹp lắm, không chê được đâu. Con nào nó đã chạy thì yên tâm là chạy phà phà. Còn cái dòng này một khi nó đã lỗi ấy, nói thật với các bác một câu thôi, bán ve chai. Lúc nãy là em đã test một cái đoạn mà anh em ta nghe bằng đĩa CD. Cái dòng DVD ổ cứng, mà nhất là DVD ổ cứng của Toshiba ấy, thì cái đường tiếng xuất ra ở cái đường bông sen ấy nó to to khủng khiếp đấy ạ. Như ở chiếc này đường tiếng xuất ra ở ngõ bông sen nó còn to hơn cả đường optical out. Bây giờ thì em xin chuyển về cái mục ổ cứng. Ở trên cái remote này em chép vào cái nút này. Xem một đoạn ổ cứng HDD. Ấn play là chạy thôi ạ. Phim các bác ạ, đời chủ trước chép phim. Từ năm 1989 đây là nó chép từ cái đĩa ở băng VHS ra đây ạ.天正14年、豊臣秀吉が京都東山に建立した方広寺。本尊は身の丈19メートルの巨大な仏像でしたが、後に自身。Nói chung là ở trong ổ cứng thì đời chủ trước nó cũng chép khá nhiều chương trình. Bác nào nếu mà mua chiếc này về, chịu khó vào phần setup, dùng công cụ chuyển ngữ của Google hay còn gọi là Google dịch để dịch ra từng dòng một ở trên màn hình ấy. Rồi sau đó là thao tác để reset cái ổ cứng này. Ngày hôm qua khi em đưa chiếc Mitsubishi lên thì cũng có một bạn hỏi em là thì chép nhạc lốt nét vào có đọc được hay không. Điều này thì em không dám chắc, bởi vì
trên cái bảng thông số của thằng Toshiba này nó cũng không đề cập gì đến cái khoản nhạc lốt nét. Mong bạn hiểu rằng cái ổ cứng này, và đây nó là một cái đầu DVD, do vậy nó sẽ nhận dạng tất cả những thứ có file hình. Đó, chắc chắn là phải có file hình. Ví dụ cái nhạc của bạn là nhạc lốt nét mà bạn nhúng hình ảnh vào thì chắc chắn là cái đầu này nó sẽ nhận được. Còn nếu như chỉ có chép độc độc nhạc không ấy thì nó không nhận được đâu. Bắt buộc phải nhúng hình vào đây nó mới nhận. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn bằng đĩa DVD. Cái đĩa này cực kỳ lởn, nó xước ngang xước dọc, mà em cũng chẳng có cái thứ hai nữa. Cứ cái đầu đĩa nào mà đọc được cái đĩa này là cái đầu ấy ngon. Đơn giản vậy thôi. Mà không đọc được là mắt kén rồi. Chuyển về DVD. Đọc luôn các bạn. CD, đĩa DVD và cả ổ cứng. Như lúc nãy em có nói là có một cái điểm hết sức đáng tiếc, đó là cái đầu cái dòng Toshiba ổ cứng này chắc chắn nó phải có tính năng giải mã ngược. Tức là gì? Tức là khi chúng ta cắm điện thoại hoặc cắm cây máy tính vào đây, âm thanh sẽ được xuất ra ngoài bằng đường quang optical out. Nhưng rất đáng tiếc là em không thể nào học được cái nút chuyển về cái đường input đó. Mà cái chiếc này có đến 3 đường input. Không có cách gì có thể chuyển được cái đầu này về để mà nghe điện thoại hoặc cây máy tính. Mà em loay hoay cũng rất chi là vất vả. Cuối cùng bó tay chấm co. Trừ khi bây giờ có remote zin. Còn không có remote zin, không có cách nào có thể chuyển về để nghe bằng điện thoại được. Chiếc này mắt đĩa còn rất ngon. Và hoàn toàn có thể dùng nó để thay một cái đầu CD. Chất lượng tiếng xuất ra ở đường bông sen cũng như là đường quang là ngang ngửa với một cái đầu CD, tầm giá từ 5 đến 7 triệu. Bên phần ổ cứng thì... bác nào đó mà dành một chút thì có thể chép phim hoặc là chép
nhạc nhúng hình vào đây để mình nghe nhạc trực tiếp từ ổ cứng ra. Nói tóm lại là cái dòng đầu DVD ổ cứng này không bao giờ dành cho những bác tay mơ, mà phải là dân pro một chút, chuyên một chút thì mới sử dụng nổi. Em cũng phải nói thẳng như vậy. Trước khi lên sóng thì cũng có một chú ở Hà Nội là chú cũng đã chờ cái dòng này lâu lắm rồi, mà cũng dặn em thì cách đây khoảng 2 tháng rồi chứ không phải bây giờ. Và thi thoảng chú lại gọi. Thì hôm nay cũng mời chú vào xem video để nếu mà ưng ấy thì báo lại cháu. Còn cái dòng này thì nói thật với các bác là giá nó thì rẻ thôi, nhưng chiếc này thì em bán 1.500.000 kèm theo cái remote này. Ví dụ như không cắm được điện thoại, không cắm được cây máy tính vào đây để làm cái tính năng giải mã ngược, thì chúng ta hoàn toàn cho cái đĩa, hoàn toàn có thể cho cái đĩa CD hoặc là cái đĩa DVD vào, thế là thưởng thức. Hoặc là cũng có thể là chép nhạc nhúng hình hoặc là chép video vào ổ cứng để xem. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Xin lưu ý là em chỉ lên đến cái chiếc này thôi, và em bắt đầu tạm dừng vô thời hạn cái việc lên những cái dòng đầu DVD ổ cứng này. Tạm dừng vô thời hạn, không biết đến bao giờ em mới có thể lên tiếp con thứ ba. Bởi vì bắt đầu đến ngày mai là em bắt đầu chuyển sang làm âm ly đa kênh rồi. Mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.